Xin chào quý đạo hữu đã quay trở lại với kênh YouTube Thiền Tâm Linh. Quý vị thân mến, nhà tiên tri người Brazil là ông Jusinho đã từng viết thư gửi người đương sự các hãng truyền thông lớn, các nguyên thủ quốc gia về các tiên tri của mình, ví dụ như cái chết của công nương Diana, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Iraq, nơi trú ẩn của Saddam Hussein và sóng thần Nam Á. Mới đây ông tiếp tục đưa ra những lời tiên tri chấn động về bức tranh thế giới trong nửa cuối năm 2023. Theo ông, tương lai thế giới sẽ phải đối mặt với kiếp nạn lớn mà loài người khó có thể tránh được tai họa. Vậy rốt cuộc nhà tiên tri người Brazil đã đưa ra dự ngôn đáng sợ nào xảy ra từ đây cho đến cuối năm 2023? Và làm cách nào để 80% dân số tránh được tai họa này? Xin mời quý đạo hữu cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trong những clip trước, chúng tôi đã từng tìm hiểu và đưa ra cho quý vị nghe về các sấm dạng tiên tri của Đức Huỳnh Giáo Chủ hay các nhà tiên tri trên khắp thế giới như cậu bé tiên tri Ấn Độ, nhà tiên tri người Malaysia Dato Anthony Chen. Những tiên tri của họ đều nhắc đến một số biến cố lớn sẽ xảy ra từ giờ cho đến cuối năm 2023. Trong video ngày hôm nay, Thiền Tâm Linh sẽ giới thiệu tới quý vị một nhà tiên tri cũng giống như cậu bé Ấn Độ, cũng biết trước được các tai họa sẽ xảy ra trong tương lai thông qua những giấc mơ của ông. Đó chính là ông Juscelino, một nhà tiên tri người Brazil, sinh năm 1960, nghề nghiệp của ông là giáo viên. Mới đây, ông tiếp tục đưa ra những lời tiên tri chấn động về bức tranh thế giới trong năm 2023. Theo ông, tương lai thế giới sẽ phải đối mặt với kiếp nạn lớn mà loài người khó có thể tránh được tai họa này. Vậy rốt cuộc nhà tiên tri người Brazil đã đưa ra dự ngôn đáng sợ nào sẽ xảy ra từ giờ cho đến cuối năm 2023? Và liệu có trùng hợp giống với những sấm dạng của Đức Thầy hay không? Làm cách nào để 80% dân số tránh được các tai họa này? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Tuy là một nhà tiên tri nhưng Juscelino có hai điểm khác biệt lớn nhất với các nhà tiên tri khác là những sự kiện và tai họa lớn ông dự đoán thông thường đều có thời gian khá cụ thể. Ông đều đăng những nội dung và thời gian của tiên đoán tại văn phòng công chứng hoặc bưu điện quốc gia để mọi người có thể tiện tra cứu, xem tiên tri có ứng nghiệm hay không. Nếu đối tượng hoặc nội dung trong giấc mơ của ông là một sự kiện cá nhân, thì ông sẽ chỉ nói cho người đó biết. Nhưng nếu đó là nhân vật của nguyên thủ quốc gia hoặc những người nổi tiếng trong xã hội, có địa vị hoặc sự việc có ảnh hưởng xã hội rất lớn, ông sẽ thông báo cho cục thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng của quốc gia có liên quan. Được biết mỗi ngày ông đều dành từ 3 đến 4 giờ để xử lý các giấc mơ tiên tri của mình. Đôi khi có vẻ như ông phải trả khoản phí bưu chính khá cao. Ông là một nhà tiên tri tự bỏ tiền túi. Ông bắt đầu có những giấc mộng tiên tri từ năm 1969. Đó là khi ông khoảng 9 tuổi. Ông cho biết số lượng những giấc mơ mỗi ngày của ông không giống nhau. Đôi khi ông mơ thấy 3 sự việc, có khi lại thấy 9 sự việc. Ông nói rằng những giấc mơ này đều đột nhiên tự nhiên xuất hiện, hoàn toàn không phải do bản thân ông lựa chọn. Ngoài sở hữu năng lực tiên tri mạnh mẽ, ông Juscelino còn có tài năng kinh ngạc. Ngoài tiếng mẹ đẻ Tây Ban Nha, ông còn thành thạo tiếng Anh, Ba Lan, Đức. Và điều thần kỳ là ông học được những ngôn ngữ này đều thông qua những giấc mơ. Khi viết thư cảnh cáo gửi cho những nhân vật đứng đầu các quốc gia của công ty truyền thông lớn, ông đều cố hết mức sử dụng ngôn ngữ của họ để truyền đạt về giấc mơ tiên tri ông đã nhìn thấy. Dưới đây là những tiên tri của ông Juscelino về những gì sẽ xảy ra trong năm 2023. Đầu tiên ông nói rằng Mỹ sẽ xảy ra rất nhiều tai họa tự nhiên, bão lớn đổ bộ khắp nước Mỹ, bang California sẽ xảy ra động đất mạnh, khiến rất nhiều người thương vong, San Francisco
sẽ có họa hoạn lớn mang tới tổn thất rất lớn, suy thoái kinh tế sẽ tới, khi đó rất nhiều người sẽ bị thất nghiệp. Và vị tổng thống đương vị không đủ tài sức, tất nhiên sẽ mang tới nhiều tai ương cho quốc gia. Thứ hai, ông tiên tri rằng năm nay châu Âu sẽ xảy ra bão tuyết, đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực của Nga, Ukraine, Đức, Ba Lan, Anh. Ngoài ra, trong tiên tri của ông, kinh tế năm nay của châu Âu cũng sẽ có vấn đề. Về cơ bản, những sự việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Thứ ba, ông Juscelino cho biết lũ lụt sẽ tấn công Nhật Bản, nhưng không phải là nghiêm trọng nhất, mà nghiêm trọng nhất là Nhật sẽ phải đương đầu với động đất mạnh. Nó sẽ gây ảnh hưởng tới toàn đất nước, cuối cùng tạo thành sự bùng phát của núi lửa và sóng thần. Tiên tri thứ tư là vào tháng 11 năm 2023, nhiệt độ bình quân của trái đất có thể lên cao tới mức 59 độ C. Sẽ có nhiều người chết vì nóng và sự hỗn loạn trên thế giới cũng theo đó mà lan rộng. Tiên tri thứ năm, kinh tế Trung Quốc sẽ phải đối mặt với rủi ro công ty cắt giảm nhân viên, các ngân hàng báo động đỏ. Thực tế điều này đã bộc lộ từ việc ngân hàng tăng cường giám sát kiểm soát người dân và việc nhiều người gửi tiền ở một số nơi không rút được tiền. Ông cho biết nguy cơ sẽ tăng lên mức rất cao. Tiên tri thứ sáu, ông Juscelino nói rằng vào tháng 6 năm 2023 sẽ có một trận động đất cực lớn ở khu vực biển Hoa Đông của Nhật Bản, mạnh hơn cả trận động đất ngoài khơi Sumatra của Indonesia. Khi đó Nhật, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Đài Loan và các khu vực vành đai Thái Bình Dương khác sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hủy diệt. Bờ biển phía đông nam Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần. Tiên tri thứ bảy, dân số thế giới sẽ giảm lượng lớn, khoảng 80% số người sẽ chết trong kiếp nạn lớn. Khi đó, nhóm dân tộc duy nhất còn tồn tại với số lượng lớn là những người sinh ra và sống ở miền Tây Trung Quốc. Cũng giống như thảm họa toàn cầu lần trước chỉ lưu lại nền văn minh Trung Quốc cho đến tận bây giờ. Đây là một lời tiên tri rất đáng sợ và chúng ta mong nó không trở thành sự thật. Thật ra trong tiên tri nhiều năm trước, Juscelino cũng đã cảnh báo con người, nói rằng thời gian còn lại cho nhân loại không còn nhiều. Nếu như con người chúng ta vẫn duy trì hiện trạng như ngày nay, tương lai thế giới sẽ phải đối mặt với kiếp nạn lớn, bởi vì thời kỳ cuối cùng sẽ đến. Ông cũng nói rằng ông có được năng lực tiên tri chính là vì thần thông qua ông để cảnh báo tới con người. Đây là sứ mệnh của ông. Ông hy vọng sẽ có nhiều người được thức tỉnh và những tai họa này sẽ không xảy ra. Và hy vọng những lời tiên tri đưa ra có thể khiến con người chú ý tránh được tai họa. Bởi khi lòng người hướng thiện thì tai họa cũng sẽ được tiêu trừ hoặc giảm nhẹ. Chúng ta hiện đang sống vào đúng thời kỳ lịch sử rất đặc biệt. Có rất nhiều sự việc mà các nhà tiên tri không nhìn thấy chính xác, giống như các tiên tri của Juscelino. Mặc dù tỷ lệ chuẩn xác rất cao, nhưng cũng có nhiều tiên tri không ứng nghiệm. Vì vậy tiên tri để cho mọi người tham khảo. Trong những thời khắc gian nan nhất, điều quan trọng nhất là trong tâm chúng ta có trời Phật, luôn tin tưởng vào trời Phật, duy trì sự thiện lương và tín ngưỡng vào Phật trời. Đây chính là phương pháp tốt giúp chúng ta bước qua kiếp nạn. Trước đó, một số những tiên tri về những sự kiện lớn của ông đã trở thành sự thật. Đầu tiên là tiên tri về cái chết của công nương Diana. Ông không chỉ dự báo trước về thời gian công nương qua đời, mà toàn thể sự kiện ngày 4 tháng 3 năm 1997, trong bức thư cảnh báo của ông gửi qua bưu điện cho công nương viết rằng: "Tôi nhận được thông tin của Thượng Đế cho biết rằng có người âm mưu ác ý gây ra tai nạn xe cho công nương. Tính mạng của công nương sẽ gặp phải nguy hiểm. Bảy thiên sứ đã nói với tôi như thế. Có thể trong lần tai nạn xe này, công nương sẽ mất đi sinh mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia có thể coi đó là một vụ tai nạn do lỗi lái xe, nhưng họ đã hoàn toàn sai lầm. Hung thủ giết người ngay ở bên cạnh công nương. Vụ ám sát này có thể sẽ xảy ra trước năm 2000. Ông Juscelino cũng đã gửi thư cảnh báo này đến tờ báo lớn nhất nước Anh,
là Tham, Daily Telegraph và Guardian, nhưng không được báo cáo. Năm tháng sau lá thư cảnh báo gửi đi, vào ngày 31 tháng 8 năm 1997, thực sự tai nạn xe đã xảy ra và đúng như lời tiền báo, cuối cùng vụ việc được xử lý qua loa với lý do là tai nạn giao thông đơn giản do người lái xe mất kiểm soát. Tiên tri thứ hai là về sự kiện khủng bố vào ngày 16 tháng 12 năm 1989. Ông Juscelino viết trong thư cảnh báo gửi công chứng rằng tòa nhà trung tâm thương mại thế giới ở Mỹ sẽ bị tấn công lần đầu vào năm 1993. Lần tấn công thứ hai sẽ xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Quả nhiên, 3 năm sau, vào ngày 26 tháng 2 năm 1993, lời tiên tri của ông Juscelino ứng nghiệm. Tòa nhà trung tâm thương mại thế giới ở Mỹ đã bị đánh bom, và vụ tấn công lần thứ hai gây chấn động thế giới cũng đã xác thực xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là sau vụ khủng bố lần thứ hai nổ ra, chiến tranh Afghanistan và Iraq. Khi đó Iraq bại trận, Saddam Hussein chạy tới một nơi ở miền trung Iraq ẩn náu, và tiên tri cũng nói rõ ra chi tiết của địa điểm đó. Liên quan tới vấn đề này, ông Juscelino đã viết thư gửi cho Tổng thống Mỹ lúc đó là George Herbert Walker Bush. Hơn nữa, khoảng 10 năm sau, vào ngày 28 tháng 10 năm 1998, ông lại viết thư gửi Tổng thống Mỹ Clinton thời đó và nhấn mạnh rằng ông lo lắng cho tai họa ông nhìn thấy trong mơ trước kia, đó là phần khủng bố sẽ tấn công vào đảo Mahanta. Tòa nhà cao tầng bị bao bọc bởi nhiều lớp lửa khổng lồ trên bầu trời. Ông đã gửi thư cho các tờ báo lớn ở Mỹ, hy vọng họ sẽ đưa lá thư dự báo của ông ra công khai. Nhưng đáng tiếc rằng không có một công ty truyền thông đại chúng nào chấp nhận yêu cầu công bố lá thư ra. Ví dụ, có một công ty truyền thông trả lời ông rằng: "Chúng tôi đã nhận được thư của ông gửi vào ngày 26 tháng 10 năm 1989 về việc dự báo tòa nhà trung tâm thương mại thế giới sẽ bị phần tử khủng bố tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Chúng tôi đánh giá dự đoán này rất cao." Thứ hai, trong thư của ông cũng dự đoán rằng sẽ có hai cuộc chiến tranh ở Hoa Kỳ, cuối cùng sẽ đánh Iraq và Sudan sẽ bỏ chạy. Thậm chí khi Saddam bỏ trốn, chi tiết cụ thể về nơi ông ta sẽ ẩn nấp ở miền trung Iraq cũng được dự báo. Nhưng đáng tiếc chúng tôi không thể công bố nội dung như thế này, bởi vì chúng tôi lo rằng sẽ khiến người dân lo sợ về nơi ẩn náu của Saddam. Trong thư gửi Tổng thống, George Herbert Walker Bush đã nói rất chi tiết rằng bên ngoài số ẩn náu của Saddam có một áp phích lớn của con thuyền Noah, bên cạnh sông có một hang động được che bằng ván gỗ và thảm nhựa, lối vào được lấp đầy bằng gạch bùn và rác. Sau này khi tin tức về việc Saddam bị bắt giữ, mọi người mới biết tiên tri của ông vô cùng chuẩn xác. Thật ra những tiên tri của ông khiến mọi người kinh ngạc vẫn còn rất nhiều. Tiên tri thứ ba là về sự kiện sóng thần ở Nam Á. 8 tháng trước khi sự việc xảy ra, vào ngày 16 tháng 9 năm 1996, ông đã gửi thư cảnh báo cho đại sứ Ấn Độ ở Brazil, thủ đô Brasilia. Trong thư, ông đã dự báo rằng vào sáng sớm ngày 16 tháng 12 năm 2004, Indonesia sẽ xảy ra động đất 8,9 độ Richter. Indonesia và Ấn Độ sẽ bị trận sóng thần cao 10 mét tấn công. Có lẽ ông lo đại sứ Ấn Độ không coi trọng cảnh báo tai nạn nghiêm trọng này, nên vào ngày 30 tháng 4 năm 1997, ông đã gửi thư cảnh báo cho Tổng thống Indonesia nói rằng: "Trong mơ tôi thấy vào 7 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2004, Nam Á sẽ bị một trận động đất lớn 8,9 độ Richter tấn công, đồng thời sẽ gây ra sóng thần cao 10 mét. Phạm vi ảnh hưởng sẽ bắt đầu từ tỉnh Aceh của Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Sri Lanka, Thái, Maldives, mở rộng đến Maori và những nơi khác. Tai họa sẽ khiến 10.000 người bị cướp đi sinh mệnh, và kết quả đúng như tiên tri trong lá thư cảnh báo, động đất đã xuất hiện vào 7 giờ 58 phút sáng ngày 26 tháng 12,
số người tử vong vượt trên 28 vạn. Sóng thần lớn nhất cao tới 30 mét, rất nhiều người bị cơn sóng thần dâng cao nhấn chìm. Ngoài sở hữu năng lượng tiên tri mạnh mẽ, ông Juscelino còn có tài năng kinh ngạc. Ngoài tiếng mẹ đẻ Tây Ban Nha, ông còn thành thạo tiếng Anh, Ba Lan, Đức. Và điều thần kỳ là ông học được những ngôn ngữ này đều thông qua những giấc mơ. Khi viết thư cảnh báo cho những nhân vật đứng đầu các quốc gia, các công ty truyền thông lớn, ông đều cố hết sức sử dụng ngôn ngữ của chính họ để truyền đạt về giấc mơ tiên tri ông nhìn thấy. Trong những thời gian khắc gian nan nhất, điều quan trọng nhất là trong tâm chúng ta luôn tin tưởng vào trời Phật. Chúng ta hãy cố gắng ăn chay, niệm Phật, làm lành, sám hối, giữ cho tâm mình thiện lương. Đó chính là phương pháp tốt nhất giúp chúng ta vượt qua được kỳ sàng lọc sắp tới này. Sau khi nghe qua 12 lời dự báo của nhà tiên tri người Brazil này, chúng ta thấy rất giống với sấm giảng tiên tri của Đức Huỳnh Giáo Chủ, nói rằng 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thải bình. Xin cảm ơn quý vị đã xem hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ. Có cảm nhận gì có thể để lại bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm đăng ký kênh. Xin chúc quý đạo hữu sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.